Vâng, tôi chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo dành cho mùa hè năm nay, đồng giá là 200k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Doji xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo polo với tông màu xanh thang. Em này sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ ô vuông này. Đây sẽ là một con áo rất là cơ bản basic để quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc ở nhà hoặc là quý chị có thể mặc đi chơi làm. Form dáng con này sẽ là thiết kế form dáng suông rất là rộng rãi với cái chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt. Em này thì sẽ có cho mình là cốt tông pha với cả polyester này. Mã của sản phẩm sẽ là A652, chiều dài là 78, ngang là 62 và vai là 50. Size 2XL cho các bác nào chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg, quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều các cái sản phẩm big size, nên là bác nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm size lớn, các bác có thể ở lại livestream ngày hôm nay, chúng ta có thể lựa chọn được rất là nhiều các cái sản phẩm. Và mã hôm nay sẽ là A652 này, các bác có thể quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng cũng như là các cái chi tiết thiết kế của hôm nay. Để các bác chúng ta yêu thích thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, thì đây cũng là một con áo với cái họa tiết kẻ luôn. Tông màu của mình sẽ là cái tông màu ghi. Đây là một cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta có thể phối đồ. Mã của mình là A653, chiều dài là 80, ngang là 58 và vai là 53. Size 2XL cho quý chị chúng ta từ 75 đến 80kg, các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Đặc biệt là các bác nào cao to, bụng to, bụng bự thì chúng ta có thể là bo chen sử dụng cho mình các cái sản phẩm áo với cái form dáng suông như này, mặc lên thoải mái, dễ chịu mà cái form dáng lên người nó cũng rất là gọn gàng. Em này thì cũng có cho mình là cái chất liệu cốt tông pha với cả polyester, bên trên này nó sẽ là tem mát cũng như là các cái thông số của sản phẩm. Đây quý chị có thể là quan sát kỹ một chút cái chất liệu cận chất này cũng như là các cái họa tiết chi tiết ở bên trên sản phẩm này. Mã của mình sẽ là A653. Mọi thông số nhà sành Doji đã ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi và các bác có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm sao cho nó thật là vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với cái tông màu xanh ngọc này. Em này cũng có cho mình là cái họa tiết kẻ ô vuông luôn. Và mã sẽ là A654, chiều dài là 72, ngang là 61 và vai là 50. Size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây sẽ là cái tông màu mặc rất là đẹp trong mùa hè này, các bác mặc lên nó trông nó rất là mát mẻ. Và với cái tông màu xanh này mặc lên cũng rất là trẻ trung. Và chất liệu của mình cũng là cái chất liệu vải rất là mềm mịn để đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên nó thoải mái, dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Em này thì sẽ có cho mình là 100% cốt tông này, một con áo được made in India. Đây bên trên này thì sẽ là các cái thông số cũng như là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã của mình sẽ là A654, độ mới cũng còn tương đối là cao. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế áo thể thao này, một con áo polo kiểu thể thao. Đây là một thiết kế của nhà Yonex. Bác nào mà chúng ta thường hay chơi bộ môn cầu lông thì có lẽ là sẽ biết đến cái thương hiệu này. Bên trên ngực áo thì sẽ có cho mình một cái logo của nhà Yonex luôn. Mã là A655, chiều dài là 67 và sau dài hơn một chút sẽ là 71cm, ngang là 46 và vai là 46, size M cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 65kg, từ 60 đến 65kg các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu cốt tông này các bác lựa, em này chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe chạy bộ thì cũng rất là ok. Các bác sử dụng em này trong mùa hè năm nay thì cũng rất là nổi bật luôn. Cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái chi tiết trên sản phẩm này. Mã sẽ là A655, một thiết kế chính hãng của nhà Yonex. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo kẻ với tông màu cam pha với cả trắng này. Một thiết kế cũng rất là đẹp. Mã của mình là A656, chiều dài là 78, ngang là 61 và vai là 52. Size 3XL cho quý anh chị chúng ta từ 80 đến 85kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Và bác nào nhẹ cân hơn một tí nhưng mà thích mặc cái kiểu phong cách rộng rãi thoải mái thì quý anh chị chúng ta bon chen được luôn. Tại vì là những cái thiết kế áo polo như này rất là dễ mặc, dễ dùng. Bên trên này thì sẽ là tem mác của thương hiệu này. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Greg Snowman. Và bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Đồng thời thì ở đây sẽ có các thông số của sản phẩm. Con này thì sẽ là được gia công và sản xuất tại Philippines. Mã
của mình thì sẽ là A656 này, một thiết kế áo rất là mới. Và với cái họa tiết kẻ ngang cũng như là cái tông màu cam trắng như này thì quý chị chúng ta yên tâm là mặc lên rất là trẻ trung cho mình. Ngực áo sẽ có một cái phần thêu hình logo và cái phần chữ này đều là thiết kế hình thêu hết, nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ bền của cái sản phẩm này. Cho quý chị chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm mã A656 này. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Cái này thì sẽ là một con áo với tông màu xám. Cái tông màu của mình nó sẽ phối thêm cả các cái đường kẻ ngang tông màu cam mã A657. Chiều dài là 75, ngang là 63 và vai là 50. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm vừa trẻ trung mà trông nó cũng vừa tối giản để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Các bác mặc hàng ngày hoặc là mặc đi chơi đi làm cũng đều rất là ok. Một cái thiết kế với cái tông màu rất là lạ mắt này. Các bác nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Dozin dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể là bon chen này thoải mái luôn. Bên trên cái phần tay áo này nó sẽ là bo chun nên là khi mà quý chị mặc lên nó sẽ rất là gọn gàng. Mã là A657. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình là tông màu xanh than phối với cả với cái tông màu xanh ngọc ở bên trên này. Đó, một cái thiết kế cũng rất là đẹp. Em này sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Banana Republic, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và mã sẽ là A658, chiều dài là 66, ngang là 49 và vai là 42. Size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một cái form dáng áo rất là nhã nhặn lịch sự này. Quý chị chúng ta lựa em này mặc đi chơi đi làm là rất là hợp lý luôn. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu cốt tông, cực kỳ mềm mịn và mặc lên thấm mút mồ hôi cũng rất là tốt. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì cũng có thể là nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Dozin mã A658 này. Form dáng mặc rất là vừa phải cho quý chị chúng ta coi một chút toàn bộ cái form dáng và cái màu sắc chi tiết của sản phẩm này. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm có tông màu đen. Dành cho bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản thì cái màu đen nó sẽ là cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Vì là với cái sản phẩm có tông màu đen thì các bác có thể phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản rồi và được người Việt mình sử dụng cũng rất là nhiều. Người ta sẽ làm theo những cái phong cách nó rất là đơn giản như thế này, nhưng mà bù lại thì cái chất liệu họ làm sẽ là những cái chất liệu rất là cao cấp xịn sò để quý chị chúng ta mặc lên nó đem lại một cái cảm giác thoải mái nhất. Đó, em này thì sẽ có mã là A659, chiều dài là 73, ngang là 55 và vai là 50. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế trông rất là nhã nhặn lịch sự này để các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Một con áo với tông màu đen, suông trơn đơn giản, chất liệu thì bao chất cho quý chị luôn, đảm bảo các bác nhận hàng về chúng ta rất là ưng cái chất này. Với cái chất liệu này mình mặc trong mùa hè cực kỳ mát. Và mã của sản phẩm sẽ là A659 này, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Rồi sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo kẻ. Em này thì sẽ có cho mình kẻ xám, đen và đỏ. Một con áo trông cũng khá là nổi bật, mã A660, chiều dài là 73, ngang là 53 và vai sẽ là 49,5. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một thiết kế của nhà Blue Coast với cái thông số của sản phẩm như sau này, được gia công và sản xuất tại Ấn Độ này. Và cái chất liệu của mình sẽ là 55% cốt tông, 45% sẽ là polyester. Đó, những cái chất liệu rất là cơ bản nên là các bác yên tâm mặc những cái sản phẩm này vào mùa hè thì cũng rất là mát cho mình. Mã A660, bác nào mà yêu thích cái thiết kế kẻ đỏ đen như này có thể chúng ta sử dụng cái em này trong mùa hè năm nay. Cũng là một con áo rất là đẹp với cái form dáng của mình là form dáng suông, dễ mặc dễ dùng. Các bác có thể sử dụng em này chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm với mã là A660. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Bác nào muốn mặc nổi bật nhưng mà không thích khó họa tiết thì các bác có thể sử dụng cho mình cái em áo tông màu đỏ mận này của nhà Uniqlo, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo, tem mác đầy đủ rõ ràng cho quý anh chị. Mã A661, chiều dài là 71 và sau là 74, ngang là 56,5 và vai là 51, size XL cho quý anh chị chúng ta từ 75, 70 đến 75kg. Các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này, form dáng suông. Và cái sản phẩm của mình sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều cách họa tiết ở bên trên. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Đây sẽ là một con hàng chính hãng của nhà Uniqlo này, và mã sẽ là A661. Cập nhật cho quý chị một chút thì các cái sản phẩm áo polo của nhà Uniqlo hiện nay đang rơi vào khoảng là
từ xung quanh khoảng 900k trên một sản phẩm. Và ngày hôm nay chúng ta có một vài cái sản phẩm của Uniqlo, thì hy vọng là quý anh chị chúng ta có thể là lựa chọn những cái thiết kế rất là đẹp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con áo với tông màu đỏ. Em này thì cũng có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang luôn. Và mã của sản phẩm sẽ là A662, chiều dài là 81 này, và sau là 86, ngang là 70,5 và vai sẽ là 59. Em này size cực lớn luôn. Em này sẽ có size là 4XL. Đây sẽ là một cái size của ngoại cỡ luôn. Bác nào mà chúng ta khoảng là 90-95 cân, các bác bon chen thoải mái. Em này là một cái sản phẩm áo rất là to và rộng rãi. Bác nào đang tìm kiếm sản phẩm ngoại cỡ, chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Với thiết kế tông màu đỏ cũng rất là nổi bật. Chất liệu thì là chất liệu cốt tông, mặc lên thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và mã của này sẽ là A662. Cho quý chị coi lại một lần nữa cái form dáng của cái sản phẩm này. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Thì đây sẽ là một quần áo với tông màu ghi sáng. Một thiết kế của nhà Prevost. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Mã của mình là mã A663, chiều dài là 77, ngang là 77 này, và sau là 78, ngang là 66 và vai sẽ là 61. Em này cũng có size là size 3XL, nên là các bác chúng ta từ khoảng là 85 đến 90kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này thì độ mới cực kỳ cao luôn, và cái chất liệu cũng rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh, cũng như là cái độ thấm hút mồ hôi của em nó cũng rất là tốt, để quý chị chúng ta có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Bên trên này chúng ta có một cái hình thêu này, toàn bộ đều là hình thêu hết, rất là xịn sò, làm rất là cẩn thận tỉ mỉ cho mình. Ở bên trên này thì đây sẽ là một cái tag thôi, quý chị chúng ta dùng thì chúng ta có thể là gỡ cái phần tag này ra. Mã A663, tông màu ghi này các bác mặc lên rất là trẻ trung, và với cái sản phẩm xu chơi đơn giản như này thì các bác cũng yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ cho mình. Mã A663. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này cũng có cho mình là cái tông màu xám này, và họa tiết sẽ là họa tiết kẻ ngang. Mã của mình sẽ là A664, chiều dài là 77 và sau là 81, ngang là 53 và vai sẽ là 48. Em này có size XL cho các bác chúng ta từ 70-75kg, có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Cũng với cái thiết kế form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng, cái họa tiết kẻ ngang này sẽ là cái họa tiết rất là cơ bản rồi, mặc lên rất là trẻ trung, và các bác có thể là sử dụng chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã A664 cho quý chị chúng ta coi lại một lần nữa và bộ cái form dáng cũng như là cái màu sắc họa tiết của sản phẩm. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Thì đây sẽ là một quần áo tông màu xanh than, một quần áo rất là đẹp đến từ thương hiệu Creature and Martha. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng này. Quần áo này cực kỳ đẹp luôn, và cái tông màu cũng như là họa tiết của nó nhìn rất là trẻ trung, và cũng là một cái tông màu trung tính để các bác chúng ta có thể yên tâm mình sử dụng và mình phối đồ cực kỳ dễ dàng. Mã A665, chiều dài là 67, ngang là 56 và vai là 48, size L cho các bác chúng ta có cân nặng từ 65-70kg, mình có thể sử dụng cái sản phẩm này. Một quần áo với cái form dáng suông dễ mặc dễ dùng, và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu rất là đẹp, độ mới cũng còn tương đối là cao, nên là bác nào yêu thích cái tông màu cũng như là vừa vặn với sản phẩm này, chúng ta có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu thấm hút mồ hôi rất là tốt, nên là các bác yên tâm sử dụng trong mùa hè năm nay với mã sản phẩm là A665. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo với tông màu đỏ mận này. Đây cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, mã A666, chiều dài là 72 và sau là 75, ngang là 58 và vai sẽ là 50. Em này thì sẽ dành cho quý chị nào chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 70-75kg thì quý chị có thể lựa chọn em này. Một sản phẩm thiết kế suông chơi đơn giản. Tuy nhiên em này chúng ta có một cái lỗ nho nhỏ này ở bên trên cái thân áo của mình, nó sẽ có một cái lỗ thủng nho nhỏ như này. Nếu như mà quý chị chúng ta có thể bỏ qua được cái lỗi này của sản phẩm thì chúng ta có thể là lựa chọn em này, mình mặc hàng ngày ở nhà thôi. Mã của mình sẽ là A666 này. Đây là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một quần áo với tông màu xanh than. Và em này cũng có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang này, mã A667, chiều dài sẽ là 76, ngang là 61 và vai là 51, size 2XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 75-80kg, quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế suông trơn, và cái sản phẩm của mình sẽ là cái thiết kế với chất liệu cốt tông pha với polyester. Cái chất liệu của nó rất là mềm mịn luôn, và độ thấm hút mồ hôi cũng cực kỳ tốt. Bên trên ngực áo thì mình sẽ có một cái túi vuông nhỏ, và mã của sản phẩm là A667. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Với cái form này thì các bác chúng ta khoảng là xung quanh 75kg, các bác mặc lên thì sẽ là đẹp nhất này.
Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con áo với tông màu sáng này, cũng một cái tông màu cũng tương đối là sáng màu, nhưng mà nó sẽ là không tối cũng quá mà cũng không sáng quá, một cái màu sắc rất là vừa phải để quý chị chúng ta có thể sử dụng mình mặc hàng ngày. Mã 668, chiều dài là 73, ngang là 67 và vai sẽ là 51 size XL. Cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg mình có thể sử dụng em này. Form dáng suông này, dễ mặc dễ dùng. Và bên trên ngực áo của mình cũng có thiết kế một cái túi luôn. Chất liệu cũng là cái chất liệu mềm mịn, thoáng mát và sử dụng trong mùa hè năm nay rất là hợp lý rồi. Mã 668, các bác có thể coi lại một lần nữa form dáng của em này. Bác nào yêu thích cũng như là vừa mặc thì sản phẩm này có thể là liên hệ trước đơn với nhà sản xuất. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Mình có một thiết kế áo kẻ với tông màu cam này. Đây sẽ là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung. Mã của mình sẽ là A669, chiều dài là 87, ngang là 61 và vai sẽ là 61 size 3XL. Cho quý chị chúng ta có cân nặng là khoảng 85 đến 90 kg, quý chị có thể là bon chen cho mình cái sản phẩm này. Ở những cái thiết kế form dáng rất là rộng rãi dành cho bác nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm big size, tem mác thì đầy đủ rõ ràng này. Em này thì sẽ là 100% cốt tông cho mình. Mã sẽ là A669, tông màu rất là đẹp với cái độ mới thì cũng còn rất là cao. Cho các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Rồi chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con áo cũng với tông màu xanh. Con này sẽ là tông màu xanh than và với họa tiết kẻ ngang này. Mã sản phẩm là A670, chiều dài là 76 và sau là 78, ngang là 65 và vai là 54, size 3XL. Cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 85 đến 90 kg, mình có thể sử dụng cái sản phẩm này. Cũng với cái thiết kế form dáng suông, cho các bác chúng big size thì chúng ta có thể lựa chọn. Đây là một thiết kế của nhà Docker. Chất liệu của mình cũng là chất liệu thấm hút mồ hôi rất là tốt và mặc trong mùa hè cực kỳ mát luôn. Lại gần cho quý chị chúng ta coi cận chất này, cũng như là cận các cái chi tiết họa tiết của sản phẩm. Ngực áo mình có một cái phần logo được thêu ở bên trên. Mã A670. Mọi thông số thì nhà sản xuất sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi này. Em này độ mới còn rất là cao luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây là cũng là một con áo tông màu xanh than. Tuy nhiên thì con xanh than này thì cái tông màu nó sẽ nhạt hơn một chút. Mã A671, chiều dài là 71 và sau là 73, ngang là 49 và vai sẽ là 43 size L. Cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này thì sẽ là cái chất liệu cốt tông này, cực kỳ mềm mịn và thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt luôn. Với cái sản phẩm này thì các bác mặc lên nó sẽ rất là thoải mái, dễ chịu để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Ngực áo thì cũng có cho mình một cái túi vuông nho nhỏ ở đây. Mã A671 này, các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế tiếp theo, một con áo với tông màu hồng đậm. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Ashworth. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Và mã của mình sẽ là A672, chiều dài là 78, ngang và sau là 81 này, ngang là 67 và vai là 59, size 3XL. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta từ khoảng 85 đến 90 kg quý chị có thể sử dụng. Ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều các cái sản phẩm big size. Vậy nên là bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm những cái sản phẩm size to, size lớn thì chúng ta có thể là sử dụng tìm kiếm được rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live hôm nay. Như ví dụ như em này thì chúng ta sẽ có mã là A672, một con áo mặc lên cũng rất là trẻ trung, năng động và cũng rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu thể thao rất là mềm mịn và mặc cực kỳ mát này, mã A672. Và tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo polo với tông màu đen. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Robert Tambo. Và mã của sản phẩm sẽ là A673, chiều dài là 74 và sau là 77, ngang là 59 và vai là 57, size XL. Cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg, mình có thể lựa chọn em này. Với thiết kế tông màu đen thì rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng rồi. Mình có thể phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu với cái độ dày vừa phải để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, nó được thoáng mát dễ chịu. Mã của mình là A673, lại gần cho quý chị chúng ta coi cận chất của sản phẩm luôn. Những cái thiết kế tông màu đen xuông trơn rất là dễ mặc dễ dùng. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu xanh nước biển này và có cái họa tiết sẽ là họa tiết kẻ ngang. Một thiết kế có mã là A674, chiều dài là 74, ngang là 57 và vai là 44. Cho quý chị chúng ta từ 75 đến 80 kg, các bác vẫn có thể là bon chen cho mình được cái sản phẩm này, vì là form dáng của mình sẽ là cái form dáng suông, rộng rãi, thoải mái. Chất liệu cốt tông và cái độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt này. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút, mình có thể sử dụng cái tông màu này. Với thiết kế cũng rất là đơn giản để các bác chúng ta có thể là sử dụng mặc hàng ngày. Mã của mình thì sẽ là mã A674. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm.
chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm với tông màu vàng nhạt. Họa tiết của mình là họa tiết kẻ ngang, mã A675, chiều dài là 79, ngang là 60 và vai là 52, size 2XL cho quý chị chúng ta từ 80 đến 85kg. Quý chị có thể lựa chọn em này, cũng là một cái thiết kế với cái form dáng suông rộng rãi thoải mái cho bác nào big size. Chúng ta có thể sử dụng mã A675, một con áo cũng rất là đẹp, chất liệu dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, đây sẽ là một con áo với tông màu ghi. Một con áo với tông màu ghi của nhà Waterman. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu, mã A676, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 56 và vai là 50, size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Đây sẽ là một cái thiết kế trơn đơn giản thôi, một cái thiết kế cũng là cái họa tiết kẻ ngang này, nó sẽ là cái họa tiết kẻ nhỏ. Nhìn chung thì cũng là một cái sản phẩm rất là cơ bản basic để quý chị có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã A676. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành đối diện. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành đối diện giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo với tông màu rêu, với mã là A677, chiều dài là 73, ngang là 53 và vai là 47, size L cho bác nào có cân nặng từ 65 đến 70kg thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Cái tông màu này sẽ là cái tông màu cũng rất là đẹp mắt này, rất là nhã nhặn lịch sự để quý chị có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Họa tiết kẻ ngang là những cái họa tiết rất là cơ bản rồi. Mã A677 với cái độ mới cũng còn rất là cao. Chất liệu thì các bạn yên tâm là chất liệu rất là thoáng mát, dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Con này sẽ là một con màu xám này, một con màu xám đậm với cái họa tiết của mình là họa tiết kẻ ngang, mã A678, chiều dài là 79, ngang là 51 và vai là 45, size XL cho các bác chúng ta từ 70 đến 75kg mình có thể sử dụng này. Đây sẽ là một sản phẩm với 100% là chất liệu cotton made in India này, một thiết kế rất là đẹp. Và cho quý chị chúng ta coi toàn bộ form dáng của sản phẩm này, bác nào xung quanh khoảng là 70 đến 75kg các bác có thể tự tin đặt hàng em này luôn. Một thiết kế nhã nhặn lịch sự để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, mã A678. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay sẽ là một quần áo với tông màu đỏ này, và cái họa tiết cũng là họa tiết kẻ ngang luôn. Em này độ mới còn rất là cao, một thiết kế của nhà Costa Brava, mã A679, chiều dài là 74, ngang là 56 và vai là 51, size XL cho quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg mình có thể sử dụng em này. Một con áo trông rất là năng động trẻ trung để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, tông màu đỏ pha với trắng, một cái thiết kế rất là trẻ trung và rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm sẽ là A679 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành đối diện. Đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành đối diện xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sành đối diện bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành đối diện ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo. Yeah.